Xin chào quý vị nhà Trung Long Sướng. Hôm nay là thứ năm, ngày 18 tháng 4 2024. Mình đi đón mùa xuân. Quý vị thấy đẹp không? Bông trắng rất là đẹp tuyệt vời. Đó, quay bông trắng nè. Wow, bông hoa anh đào này quý vị thấy đẹp không? Hoa anh đào nở rộ đây. Nguyên một hàng này quý vị. Cái này nè. Đây, cái này đang trong trời nảy lọc này quý vị, tuyệt vời. Wow, thẳng luôn từ dưới lên trên này quý vị. Cái này đẹp. Nụ tầm xuân từ dưới lên trên này quý vị. Hạ xuống dưới lên đó, quá đẹp quý vị. Nụ tầm xuân quá đẹp. Đây, quý vị thấy bông trắng không? Đó, bông trắng nè. Cái bông này bông nguyên một hàng bông trắng, hoa anh đào nở. À, thơm quá. Wow, hoa anh đào thơm lắm. Lui ra quay hết chứ. Quay ra làm gì? À, nó cái mùi thơm. Mùi thơm bất ngát quý vị. Đây, xin chào quý vị. Đây là những nụ hoa anh đào đây. Nguyên một dàn này quý vị, tuyệt vời nè. Đây, trước đại học của cậu ấm đây. Ngày mai 19 thứ 6 19 tháng 4 2024, cậu ấm sẽ đi La Home trên Hamstore và dưới Vectorboy để tiếp tục chuyển tải kiến thức điện tử và cho đại học ở Vectorboy La Home. Wow, quý vị thấy không? Nguyên một hàng trắng tuyệt vời này quý vị. Đó. Mở cái đó ra kiểm tra sách có trọng là có vị. Phải 3 cuốn hoặc 4 cuốn không ạ? Hoa trắng rất là đẹp quý vị, nguyên một hàng đây. Rất là tuyệt vời. Bữa nay mùa xuân thật sự đã trở về. Tại sao Poly quý vị? Tương giới thiệu nguyên một hàng hoa trắng. Quý vị đơn hào hở phấn khởi. Còn cô muốn quay gần quay sau. Sao ở đây rồi cô muốn quay ở đây nè, ở đây đẹp nè. Cô không thấy hả? Ở đây nguyên chùm đẹp nè, đây. Quý vị thấy không? Không, nó dơ chút lái xe. Quý vị thấy đẹp không? Cô qua bên này dùm. Bán từ từ. Cô phải biết cành hoa nào đẹp chứ. Quá, bông đẹp quá. Cô mời cô qua này chuyển tả nguyên khu đây. Rồi, cô chép cho tôi tấm hình. Lấy hoa đàng hoàng. Xin cảm ơn quý vị. Bữa nay A Huy Hoàng Gia đi thăm hoa anh đào nở đầu mùa xuân. Và ở Thị Điển là giữa mùa xuân quý vị. Bữa nay là thứ năm, 18 tháng 4, 2024. Rồi, xin cảm ơn quý vị. Nếu quý vị cảm thấy thích, vui, sẽ đi ngắm hoa anh đào. Hoa anh đào là màu trắng, còn hoa bích đào là màu đỏ. Mình sẽ cống hiến quý vị hoa anh đào sau. Rồi, xin cảm ơn quý vị vì cảm thấy vui, chia sẻ và cho bạn bè để cùng chiêm ngưỡng. Rồi, nếu vậy thấy vui, thích cho bông like, đăng ký kênh. Nở bông đỏ. Dạ, đây. Bông đỏ, lá cây. Mục đích là người ta giới thiệu hoa anh đào. Rồi, cảm ơn quý vị. Đây, hoa anh đào chỗ đây nè. Đó, quý vị. Hoa xong rồi. Đây. Xin chào. Có hoa tím nữa nè. Có hoa tím nè. Đây, hoa tím đẹp rồi. Đây, bữa nay là mình đi. Mình đi về mến rồi. Mình chơi. Xin chào quý vị nhà Trung sung sướng. Hôm nay là thứ năm, ngày 18 tháng 4 2024. Ngày giữa trường xuân, quý vị thấy đẹp không? Bông này giống bông hoa khoa lang của mình, rất là tuyệt vời. Đây là màu trắng, bông hồng lợt nha, quý vị thấy không? Hồng là đỏ, rất là tuyệt vời đây. Đó, rất là đẹp tuyệt vời. Đó, quý vị thấy tuyệt vời. Đây là cúc đồng tiền của mình nè quý vị. Quá tuyệt vời, cúc đồng tiền đúng rồi. Cúc đồng tiền ở Đà Lạt nhiều lắm. Ngay những cái hoa chuẩn bị đâm chồi nảy lọc màu hồng. Đây, những cái bông này rất là tuyệt vời, quý vị coi nè. Nó sẽ ra xum xê như thế này. Đó, rất là tuyệt vời. Đó. Còn đây là những bông đẹp tuyệt vời, xin cống hiến quý vị nhân mùa xuân, nửa chừng xuân. Và bữa nay là nửa mùa xuân đây. Mời quý vị. Đây là những đó hoa tuyệt vời, quanh năm suốt tháng, rất là đẹp. Hoa này là hoa của Betterson, của Thị Điển. Coi như cái này là cái mẫu của Thị Điển đồng đó quý vị. Quanh năm suốt tháng rất là tuyệt vời. Đây, đây là những cúc đồng tiền tuyệt vời. Đó, đây là những cây cảnh này quý vị. Quý vị mua cái này đem về trồng rồi bắt đầu trổ bông rất là đẹp. Wow, này tuyệt vời nè. Đó, thấy không? Hơi lên đó, ra bông bây giờ rồi. Nước trong trồi nảy lọc nè. Rồi, xin cảm ơn quý vị chia sẻ. Đây là những cái hoa cúc đồng tiền đang được bán. Rất là đẹp. Đó, đây là những cây bông hoa thoại để có ý quý vị. Quá đẹp. Rồi, cho một tấm hình đẹp ở đây đi.
Đúng, chờ không được rồi quý vị. Rồi, xin cảm ơn quý vị. Bây giờ mình ghi một tấm hình kỷ niệm. Rồi, cầu chúc quý vị vui tươi trong ngày nửa chừng mùa xuân, và mang đến cho ta mình niềm vui. Chia sẻ quý vị cảm thích vui cho một like và đăng ký kênh nha. Sức này quá tuyệt vời. Hoa hồng đẹp quá. Đây nữa là bông lan nè. Lan này là lan tuyệt vời này quý vị. Wow, lan, lan là màu đen nữa. Đúng rồi, quá wow, tuyệt vời quá. Wow. Lan đẹp quá này. Wow. Lan quá tuyệt vời. Những lan trắng, lan xanh, lan màu đủ rồi. Rất là tuyệt vời đây. Mới. Đây. Không màu nâu. À, quá tuyệt vời, đây là những cành lan. Quá tuyệt vời. Oh. Quang rất đẹp là lan. À, lan này lan màu đen. Lan là màu đen. À, quay qua, quay qua. Đây đây. Quay nó qua. Đây. Con đang tiễn hoàng đây, quý vị thấy tuyệt vời không? Đó, công hiến quý vị. Đây con này đẹp quá. Con cái này màu hồng cái này quý vị tuyệt vời nè. Cái này màu wow, đẹp quá. Nguyên một chuỗi. Chứ ở đây này quý vị thấy đẹp không? Wow, tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Tuyệt vời quá đây. Đây quá. Đen là đẹp. Vâng, muôn màu muôn sắc. Đây, quý vị thấy không? Màu vàng. Rất là đẹp. Ngắm hoa mà còn ngắm tùm lum nữa đây. Xin mời. Xin mời quý vị. Hoa. Hoa đẹp quá. Màu cánh bướm đẹp thiệt. Từ từ. Quá đẹp. Quá đẹp quý vị. Muôn màu muôn sắc. Rồi, xin cảm ơn quý vị. Hoa chất cho tấm hình đi. Hoa lan đẹp quá. Hai cành này nè, đen chứ. Đó, quý vị thấy tuyệt vời không? Rồi, xin cảm ơn quý vị. Đây là lan mùa xuân rất là tuyệt vời. Đúng là hy hữu. Và lan quá đẹp. À, lan tuyệt vời. Đó, phe màu, phe sắc, màu trắng nè. Đó, hai cánh trắng này đẹp nè quý vị. Wow, tuyệt vời quá. Đó. Đó, cầu chúc quý vị vui tươi, hạnh phúc, bông lan nở mùa xuân. Rồi, xong. Xin chào. Đó. Xin chào quý vị nhà chung sung sướng. Bữa nay là thứ năm, ngày 18 tháng 4 2024. Đây là hủ dương ngon, ký hiệu Fred Hoda của Đức, rất là ngon quý vị. Dưa leo chua. Dưa leo chua rất là ngon. Đó, do một người thân trong gia đình ăn ngon giới thiệu nên bữa nay mình đi chợ ly rất là tuyệt vời. Mình mua được nhiều 10 hộp gà rất là ngon. Thay vì 4 đô, mình mua được 3 đô. Mình mua được 10 hộp quý vị, rất là ngon. Mình về mình nướng, gà nướng 2 hộp. Nên sẵn đây mình chuyển tải đến quý vị để quý vị cảm thấy thích vui. Tới chợ ly mua dưa này rất là ngon với túi tiền. Và ngon, nè quý vị thấy ngon không? Miếng rất là ngon. Giòn ngon. Giòn ngon mà thơm lắm. Và ngon quá vậy. Và chua thì phải chua. Còn cái này là dưa leo tươi. Một cái này quý vị. Cái này bắp tươi. À, cái này là cơm của Madame Hồng. Còn cái này là gừng. Gừng của Nhật Bản. Rong biển của Nhật Bản quý vị. Củ hành. Đây quý vị thấy không? 2 kg gà. Chỉ có 4 đô. 4 đô là 8 đô. Mà hạ còn 6 đô. Đó. Này. Quý vị thấy mấy miếng này ngon không? Quá ngon. Ăn cho gia đình 3 người, 4 người là dư sức. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Cái này một hộp hả? 2 hộp quý vị. 2 hộp. 2 hộp mà chan lẫn, ví dụ như 3 cái này, 4 cái này rất là ngon. 2 ký, đó. 60. Và đây là bánh mì bữa nay được giảm giá quý vị. Thay vì bán 10 mấy đồng, bán nửa giá còn coi như 8-9 đồng. Ổ rất là dài này quý vị, rất là tuyệt vời. Quý vị thấy không? Đây, nguyên một ổ dài như thế này. Đó, quý vị thấy không? Dài như thế này mà có 8 đồng à, rất là ngon. Đó, chuối với mẹ quý vị. Thấy không? Quý vị thấy ngon không? Đó. Mình nướng được 2 ổ. Vâng, bánh mì Pháp rất là ngon. Đó, quý vị thấy tuyệt vời không? Đây, nguyên một ổ như thế này nè quý vị. Đây, một ổ như thế này.
Hơn đó. Đó mà bán có 8 đồng mấy đây. Ở đây xúc xích ngon nè quý vị. Cái này là xúc xích gà cay nè. Rất là ngon, chiên ngon. Còn cái này là xúc xích thịt bò. Rất là ngon, bảy cây 35 đồng. Tức là một cây 7 đồng 5735. Mình hưởng một cái rồi, còn mấy này là loại khác nữa, rất là ngon. Cái này là đặc biệt là cabanossi, rất là ngon quý vị, cay mà thịt bò rất là ngon. Còn cái này gà cay cũng rất là ngon. Đó, còn cái này là loại thường rất là ngon. Gà cũng cà. Đó nên bữa nay thứ năm để mà giới thiệu quý vị món ăn. Ngày mai 6 giờ khổm đi La Hồn. 6 giờ sáng. 6 giờ sáng đi lên gần với Tà Bôi để công tác. Rất là hậu hỷ. Coi như tháng này là tháng 4. Rất là tuyệt vời. Kỷ niệm 40 năm A Huy Hoàng Gia rời khỏi Sài Gòn trong trái tim tôi ở Gò Vấp Lê Quang Định. Và lần đầu tiên rời khỏi Bến Thành để trở về miền Trung Đà Nẵng để xuất dương qua hương ổn. Cách đây 40 năm. Tháng 4 mình về và tháng 11 mình đã đến thờ hương ổn. Đó rất là ngon. Xin mời quý vị. Quý vị sẽ hưởng cái gà rất là ngon. Đây, cái này có hai loại này quý vị. Một loại tên là BBQ, marinade là hải sản riêng. Cái ben là cái này. Và cái này là cái lô. Cái này là cái ben, cái này là cái lô. Cái đùi. Cái này là cái lô, còn cái này là cái ben, là cái xương. Nên là rất là ngon. Mà nó có một loại tên là ốc tở nữa. Nó bằng chất lá cây rất là thơm ngon. Nhưng bữa nay là coi như được giảm giá 4 đô còn lại 3 đô. Xin giới thiệu quý vị để quý vị thấy tuần này thích vui. Tới để hưởng thụ chỉ cần hai hộp này là rất là ngon. Mà gần tới chút cô. Rồi cảm ơn quý vị nha. Rồi quý vị thường trợ ly thường xuyên có nhiều đồ giảm giá rất ngon. Rồi. Kể cả bánh mì này. Rồi chấp anh đi. Rồi xin cảm ơn quý vị. Quý vị cảm thấy thích vui tới trợ ly trong tháng này. Tháng 4 rất là nhiều đồ khuyến mãi. Sau khi mà một tháng tay chai của Maradam người Hồi giáo thì đồ bắt đầu hạ giá và tiền thế đã được gửi trả lại cho toàn dân để hưởng thụ. Xin chào và cảm ơn quý vị. Thấy cái giáo tước nữa. Xin chào quý vị. Đây là loại khoai tây mà làm phồng nổi lên rất đẹp để ăn cho vui. Nhưng mà cái này là với phô mai rất là ngon. Cái này là coi như siêu to đại bự. Coi như mát bát 450 gram, tức là nửa ký quý vị, rất là tuyệt vời. Chợ ly bán để mà ăn cuối tuần cho vui. Cái này cũng vậy, cũng là loại siêu to đại bị, mát bát siêu to đại bự, rất là tuyệt vời. Đó, quý vị thấy không, cái này là ngon lắm. Chiếc của hành tím. Và đây là đồ bắp của Mexico. Cậu Ấm rất là thích. Lên ở nhà có ba người, mình thì thích cái này. Cậu Ấm thích cái này, Lalo bé mập thích cái này. Cái này là út. À, Lalo bé mập thích phô mai. Và trộn lẫn, ăn vô cà sực rất là ngon. Còn cái này mình ăn rất là thơm ngon với quả hành tím. Còn cái này là bắp, rất là ngon. Cậu Ấm thích cái này. Nên là nhà ba người ăn thích này. Bây giờ có chụp hình đi, xin để giới thiệu cái đó. Cái nồi mình mua rất là tuyệt vời quý vị. 5 lít. À, trợ ly. Với giá phải chăng 300, 3 đô, 30 đô. 5 lít. Rồi, xin cảm ơn quý vị. Bây giờ bắt đầu cô Lalo bá mập quay cái nồi đi. Mình sẽ cắt cái nồi ra. Muối dao rồi dạ. Tuyệt vời. Mình sẽ giới thiệu quý vị để quý vị mua cái nồi này. Hay muối dao cưa đó đó. 5 lít rưỡi, rất là tuyệt vời. À, 5 lít. Dạ đây. Đã được mà, trời ơi. Cái này mình xài mà đi, được rồi. Để tôi làm. Xong rồi quý vị ơi, xong rồi. Đó, rất là tuyệt vời. Giới thiệu quý vị rất là tuyệt vời. Đó. Đây, lật lên, đây. Thấy chưa? Đó, quá đẹp nè quý vị. Đây. Cái nồi tuyệt vời. Cái nồi tuyệt vời, cái nồi tuyệt vời. Cái nắp kiến rất là đẹp nè quý vị. Đó. Đó, quý vị thấy hấp dẫn không? Nắp kiến rất là tuyệt vời. 5 lít. 5 lít đó, để đây không sao. Cô Lalo mập cầm. Đây.
Cái nồi quá hấp dẫn quá. Cái nồi này nó là hai cái nồi này. Đúng, hai cái nồi đây quý vị. Mình có đây, quý vị thấy cái đẹp không? 5 lít. Cái form rất là đẹp, cái mẫu mã rất là đẹp. Đây, để đây cho cô Lalo á mập. Rồi tôi lấy cái nồi kia cho cô coi nè. Đây, quý vị thấy tuyệt vời chưa? Đây. Mình có cái nồi đẹp nữa. Rất là tuyệt vời ở đây nè, quay cái đó đi. Mình có ở đây quý vị ơi. Nằm đằng kia. Tôi có ở đây mà, đây. Cô cầm cái nắp đây, cái hồi xưa mình mua cái là có mẫu mã đó. Cũng giá đồng đều quý vị. Đây. À, hai cái này, mẫu khác cái nhau. Cái nó bay hả? Cái này nó bay. Nè, quý vị thấy không? Đây, quý vị thấy nè. Không có cần, cái này ta giới thiệu mẫu mã. Đó, quý vị thấy mẫu mã không? Đây, hai cái nồi mẫu mã. Đó, chắc bà đi. Leader. Đó, trợ ly đó quý vị. Hai cái nồi mẫu mã. Và xin cảm ơn quý vị. Với 30 đô, quý vị có nồi 5 lít. Rất là tuyệt vời. Và năm nay mình tạo được cái này với trợ ly bán khuyến mãi. Và năm trước là cái này đó, quý vị thấy không? Năm vừa qua. Đó, mùa hè năm vừa rồi. Là cái nồi này, năm nay là cái nồi này, rất là tuyệt vời. Đó, đây là xin giới thiệu đến quý vị. Quý vị cảm thấy ăn gia đình 4 người, mua cái nồi này rất là tuyệt vời. Trợ lý xin chào. Nếu quý vị thấy thích, vui cho một like, đăng ký kênh và subscribe. Xin chào, ký kênh.